Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về setup exchange. Setup exchange này thì nó là thuộc Microsoft Exchange Server. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là setup exchange 2003, tức là nó nằm trong Windows Server 2003. Thì nó cũng thuộc cái bộ mà Windows Server 2003 mà mình đã và đang review cũng như là hướng dẫn cho các bạn ở trên kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là setup Exchange 2003. Thì các bạn vui lòng là nhìn mình thao tác để các bạn thực hiện cho nó chính xác và hiệu quả. Đầu tiên là các bạn vào Start, rồi sau đó vào các bạn vào Control Panel. Rồi các bạn vào đây thì các bạn sẽ vào là Add and Remove rồi đây. Rồi các bạn chọn App Remove Window không đi nào. Rồi các bạn vui lòng là nhìn mình thao tác, tại vì trong quá trình thao tác của mình thì mình có làm các cái thanh hướng dẫn, nói chung là rất là chi tiết cho các bạn. Thì các bạn chỉ cần nhìn vào đây thì các bạn sẽ thấy được và thao tác cho nó chính xác. Nói chung là video này mình đã làm rất là tương đối đầy đủ. Thì các bạn chỉ cần các bạn nhìn vào các bạn thao tác thì nó sẽ không bao giờ mà sai được. Trong quá trình thao tác thì nếu như các bạn có gặp vấn đề gì đó thì các bạn có thể là để lại các cái dòng comment. Thì khi đó mình sẽ trao đổi lại với các bạn. Mình nghĩ là những video như thế này thì các bạn chỉ cần là các bạn nhìn và các bạn thực hiện theo thôi. Nó không khó lắm đối với dân IT như các bạn. Thì cũng như là một số các bạn đang tìm tòi về Windows Server, cũng như là tìm tòi về các cái quản trị hệ thống thuộc WinServer. Thì nói chung là trong giai đoạn đầu thì các bạn có thể là bỡ ngỡ, nhưng mà càng về sau khi các bạn nắm được cái quy luật của nó rồi thì các bạn thao tác và cài đặt một cách thuận tiện cũng như dễ dàng. Đây là mình hướng dẫn các bạn setup qua cái qua room nha các bạn, chứ mình không setup bằng cách là click trực tiếp vào cái file setup có trong cái đĩa hay là có trong cái folder Exchange 2003. Đây mình vào room rồi sau đó mình gõ lệnh. Rồi sau đó mình bấm OK, Enter. Sau đó mình bấm Enter. Rồi bây giờ là mình chỉ cần là mình làm theo hướng dẫn của mình nha các bạn. Trong quá trình setup như thế này nếu như các bạn gặp cái trục trặc hay gặp sự cố gì thì các bạn vui lòng là kiểm tra lại cái quá trình setup mà mình đang hướng dẫn cho các bạn nha. Nếu như mà có sai sót gì đó thì các bạn vui lòng là kiểm tra lại cho mình. Rồi bấm next. Cái này nó tự nhận cái tài khoản account nha các bạn. Thông thường khi các bạn setup xong cái máy server rồi thì các cái phần mềm liên quan đến máy server của các bạn thì nó sẽ tự nhận cái tài khoản account trên cái server đó. Thông thường là nó nhận tài khoản là admin như trên tờ. Rồi sau khi các bạn setup xong các bạn bấm finish. Rồi các bạn tiếp tục.
Cái quá trình setup này á, thì các bạn thao tác hai lần cho mình nha các bạn. Các bạn có thấy là khi mà mình gõ lệnh từ cái thanh drum á, thì nó có hai cái lệnh khác nhau. Thì các bạn chú ý cho mình nha. Cái này còn mình không phải là mình thao tác lại nha các bạn. Đấy là quá trình setup là nó trải qua là hai lần setup. Thì sau quá trình setup này á, thì là quá trình hoàn thiện của cái exchange 2003, tức là cái Microsoft Exchange Server 2003 là mình đang review cho các bạn, đang hướng dẫn cho các bạn. Rồi bạn bạn bấm finish. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.